Vụ va chạm giữa xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra vào sáng nay tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, khiến 24 người phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, chiếc xe chở công nhân của một nhà máy may hướng từ huyện Quỳ Hợp đi huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Đến đoạn thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ thì gia chạm với xe đầu kéo chạy hướng ngược lại, khiến nhiều người bị thương. Chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An cho biết, hơn 8 giờ sáng nay, khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 24 nữ công nhân bị thương trong vụ tai nạn trên. Sau khi sơ cứu phân loại, có 2 người bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Số bệnh nhân còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an quyện tân kỳ đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn